Em thả cá chép vàng nha các bác. Chép vàng này to luôn này. Đấy, đẹp không? Đấy, thả nó đi nhá. À, bơi đi. Chép vàng đẹp không? Ấy, vậy như vậy rồng luôn này. Quá đẹp luôn. Chép vàng này. Thả xuống lại hồ nhé. Thả xuống lại hồ. Đấy, rồi. Phóng sinh cá chép vàng. Ừ. Mới thôi thả đi. Nhà ở đâu? Mới đấy hả? Ơi rồi. Bơi mất rồi. Giờ em đi thả cá nha các bác. Hôm nay câu chỉ được có 4 con cá thôi. Nên là mình thả luôn nhé. 4 con cá này cũng không đủ ăn đâu. Đây. 4 con. Con bé này. Con này nữa này. Đây. Con này nữa. 4 con. Rồi. 4 con đều còn sống nha các bác. Thả nó về nhá. Đấy, cho nó sống đi. Lúc nào câu được con to rồi mình lấy. Cá đây.